Mến chào quý khán giả đang cùng đến với tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi qua phần điểm tin chính. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Bắt Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng tội nhận hối lộ liên quan đến vụ chuyến bay giải cứu. Công an đề nghị phong tỏa bất động sản của ông Trịnh Văn Quyết. Lừa đảo hơn 77 tỷ của 4 phụ nữ, cựu trụ trì chùa Vĩnh Long xin nhận án tử hình. Giám đốc Sở Y tế hai lần bị phê bình được điều động làm việc tại ban tổ chức tỉnh ủy. Bắt khẩn cấp Facebooker Đặng Như Quỳnh vì thông tin sai sự thật, xâm phạm lợi ích nhà nước. Tại tối nhóm cướp hơn 2 tỷ đồng trong biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Bắt Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng tội nhận hối lộ liên quan vụ chuyến bay giải cứu. Ngày 15 tháng 4, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao để điều tra về hành vi nhận hối lộ. Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Phạm Trung Kiên, chuyên viên vụ trang thiết bị và công trình y tế Bộ Y tế ông vũ anh tuấn nguyên cán bộ của quản lý xuất nhập cảnh bộ công an cùng về hành vi trên bị can kiên từng có thời gian làm thư ký của một thứ trưởng bộ y tế tối cùng ngày cơ quan an ninh điều tra đã thực hiện khám xét nơi làm việc của các bị can tại bộ ngoại giao và bộ y tế sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra đã tống đạt các quyết định và lệnh nêu trên đồng thời thực hiện khám xét nơi làm việc của bị can theo ghi nhận của phóng viên, cuối giờ chiều ngày 14 tháng 4, một số xe biển xanh cùng lực lượng cảnh sát, kiểm soát viên đã có mặt tại trụ sở Bộ Y tế. Đến gần 19 giờ, hai xe ô tô biển xanh của lực lượng chức năng rời khỏi khu vực Bộ Y tế và di chuyển nhanh ra đường giảng võ. Lực lượng chức năng có đưa theo một số tài liệu chuyển vào ô tô trước khi rời đi. Ông Tô Anh Dũng, 58 tuổi, đã có gần 30 năm làm việc trong ngành ngoại giao, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau liên quan đến các lĩnh vực hội nhập quốc tế, ngoại giao song phương và đa phương. Ông Dũng được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 2019, trước đó ông Dũng giữ chức trợ lý bộ trưởng kiêm vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ. Liên quan đến vụ án này, trước đó cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố vụ án nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Hành vi sai phạm của các bị can xảy ra trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước nhằm trục lợi cá nhân. Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người gồm có Nguyễn Thị Hương Lan, cục trưởng cục lãnh sự Bộ ngoại giao, Đỗ Hoàng Tùng, phó cục trưởng, Lê Tuấn Anh, Tránh văn phòng của cục và Lưu Tuấn Dũng, phó phòng bảo hộ công dân của cục này. Mới đây cơ quan điều tra khởi tố bắt tạm giam thêm bị can Hoàng Diệu Mơ, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại du lịch và dịch vụ hàng không An Bình để điều tra về tội đưa hối lộ. Cơ quan điều tra cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cung cấp các thông tin tài liệu liên quan đến việc tiếp nhận đề xuất, xét duyệt cho các hãng hàng không, doanh nghiệp thực hiện các chuyến bay giải cứu. Đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cung cấp các tài liệu làm rõ căn cứ tiêu chí, cơ sở nào để Bộ Giao thông Vận tải xét duyệt cấp chuyến bay, quy trình thủ tục xử lý việc xét duyệt cho hãng hàng không bay combo giải cứu như thế nào, cũng như điều kiện để công dân được về nước theo các chuyến bay này. Danh sách chi tiết hãng hàng không, chuyến bay và các công ty doanh nghiệp đã được cấp phép triển khai các chuyến bay giải cứu, combo. Cung cấp danh sách cá nhân được phân công để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, xét duyệt cho hãng hàng không, doanh nghiệp thực hiện bay combo, giải cứu. Bộ Công an đề nghị phong tỏa bất động sản của ông Trịnh Văn Quyết Ngày 15 tháng 4, nguồn tin cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về việc phối hợp phục vụ điều tra vụ án thao túng thị trường chứng khoán xảy ra tại tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty liên quan cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng giả soát cung cấp thông tin tài liệu về tài sản gồm có bất động sản cổ phần vốn góp cổ phiếu đứng tên ông trịnh văn quyết chủ tịch tập đoàn flc và bà trịnh thị thúy nga em gái ông quyết bà trịnh thị minh huế em gái ông quyết và bà lê thị ngọc diệp vợ ông quyết ngoài ra cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng đề nghị tạm dừng biến động giao dịch chuyển nhượng mua bán cho tặng cầm cố thế chấp Đối với tài sản là bất động sản, cổ phần, vốn góp, cổ phiếu của ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân nêu trên. Gần đây cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã có văn bản đề nghị 8 ngân hàng cung cấp hồ sơ tài liệu liên quan đến Trịnh Văn Quyết cùng nhiều lãnh đạo FLC. Trước đó cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán trong ngày 10 tháng 1 năm 2022, gây thiệt hại cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam. Theo cơ quan điều tra, hành vi của Trịnh Văn Quyết đã đủ yếu tố cấu thành tội thao túng thị trường chứng khoán quy định tại điều 211 Bộ luật hình sự. Ngày 29 tháng 3 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết, đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan. Liên quan đến vụ án này, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Trịnh Thị Thúy Nga, điều tra về tội thao túng thị trường chứng khoán. Được biết bà Nga là em gái ruột của ông Quyết. Thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bà Trịnh Thị Thúy Nga là phó tổng giám đốc công ty chứng khoán BOS. Ngày mùng 4 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố bắt tạm giam bà Trịnh Thị Minh Huế, cán bộ ban kế toán tập đoàn FLC, em gái của ông Quyết, với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Ngày mùng 7 tháng 4 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C01 tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh cùng với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC, thực hiện hành vi phạm tội thao túng thị trường chứng khoán. Hương Trần Kiều Dung là phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán BOS. Nguyễn Quỳnh Anh là tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán BOS lừa đảo hơn 77 tỷ của bốn phụ nữ, cựu trụ trì chùa Vĩnh Long xin nhận án tử hình. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 4, tòa nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Cung, sinh năm 1982, ngụ huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long và Nguyễn Tuấn Sĩ sinh năm 1968, chạy xe ôm ngụ thành phố Vĩnh Long cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phạm Văn Cung bị cáo buộc lợi dụng uy tín của nhà chùa và trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt hơn 77 tỷ đồng, đã hoàn trả được 10 tỷ đồng cho 4 phụ nữ, trong đó có một nữ ca sĩ nổi tiếng bị lừa 13 tỷ đồng. Theo báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, sáng ngày 14 tháng 4, trong phiên tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã đề nghị mức án đối với từng bị cáo, trong đó bị cáo Cung mức án tù trung thân, còn bị cáo Sĩ từ 3 đến 5 năm tù. Tại tòa, hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo Cung thể hiện sự xem thường pháp luật, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, mất trật tự xã hội, hậu quả gây ra là rất nghiêm trọng nên cần phải có mức án tương xứng với hành vi đó. Đáng nhẽ với vai trò trụ trì chùa Phước Quang và giám đốc trung tâm cô nhi viện Phật giáo suối nguồn tình thương thì cung phải tích cực giữ gìn và phát huy truyền thống của đạo Phật, hướng thiện, tốt đời đẹp đạo và tuân thủ pháp luật. Thế nhưng những gì cung gây ra là hoàn toàn ngược lại, gây mất niềm tin với nhiều Phật tử. Báo Giao thông cho hay khi được tòa mời nói lời sau cùng, Phạm Văn Cung bày tỏ lời xin lỗi chân thành tới các bị hại. Đáng chú ý, cung xin nhận mức án tử hình vì cho rằng đề nghị án trung thân của Viện Kiểm sát Nhân dân là chưa đủ với hành vi mà bị cáo gây ra. Trong phiên tòa ngày 13 tháng 4, cung thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng đã truy tố. Theo cung, do nợ nần mất khả năng thanh toán do lối sống hoang phí của mình nên mới nghĩ đến chuyện chiếm đoạt tiền của người khác. Giải thích về hành vi lừa đảo của mình, VTC News dẫn lời cựu trụ trì chỉ nói Bị cáo còn chất người đời, từ đó rơi vào khó khăn dẫn đến nợ nần bên cạnh đó báo tiền phong dẫn thông tin từ phiên tòa cho hay khi hội đồng xét xử hỏi làm cách nào để bị cáo tạo lòng tin cho bị hại cung đáp bị cáo lợi dụng uy tín đã có dựng lên nhiều câu chuyện gian dối để bị hại tin tưởng bị cáo chủ yếu là lấy uy tín cá nhân chứ không lấy danh nghĩa trụ trì chùa cung còn dành giọt khai nhận tại tòa việc mình có chủ đích làm quen với phụ nữ nhiều tiền để lừa tiền tiêu xài cá nhân dựng chuyện bị bắt cóc tự tử để các con mồi dễ dàng tin tưởng và sập bẫy Giám đốc Sở Y tế hai lần bị phê bình được điều động làm việc tại Ban tổ chức tỉnh ủy. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và giao phụ trách điều hành hoạt động Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi. Theo đó, điều động ông Nguyễn Xuân Mến, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, đến nhận công tác tại Ban tổ chức tỉnh ủy từ ngày 15 tháng 4. Ông Mến có trách nhiệm bàn giao công việc đang đảm nhận cho ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế. Ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Sở Y tế sẽ phụ trách điều hành hoạt động của Sở kể từ ngày 15 tháng 4 cho đến khi cấp có thẩm quyền kiện toàn chức danh Giám đốc Sở Y tế. Trước đó, trong thời điểm chống dịch COVID-19 chưa đầy một tháng, ông Mến hai lần bị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi phê bình. Cụ thể, ngày 11 tháng 11 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành công văn phê bình ông Nguyễn Xuân Mến trong việc chậm trễ, không kịp thời tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh việc mua sắm vật tư y tế, trang phục bảo hộ, hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 để phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 7 tháng 12 năm 2021, ông Mến lại bị phê bình vì chậm trễ trong việc chỉ đạo và thực hiện thẩm định, bổ sung hồ sơ để Sở Tài chính thẩm định và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí chi trả chế độ chính sách đặc thù phòng chống dịch COVID-19 của ngành y tế trong năm 2021. Trong đợt điều chuyển cán bộ này, ông Nguyễn Tiến Dũng, Bí thư huyện ủy Nghĩa Hành được điều chuyển giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi trong thời hạn 5 năm kể từ ngày 15 tháng 4. Ông Nguyễn Cao Phúc, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiếp tục điều chuyển nhiều cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến huyện khẩn cấp Facebooker Đặng Như Quỳnh vì thông tin sai sự thật, xâm phạm lợi ích nhà nước. Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng người phát ngôn Bộ Công an cho biết, ngày 12 tháng 4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã bắt khẩn cấp Đặng Như Quỳnh, sinh năm 1980, trú tại Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, để điều tra về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước bị can Quỳnh bị bắt sau khi đăng tải một số thông tin sai sự thật lên trang Facebook cá nhân về việc một lãnh đạo doanh nghiệp sắp bị bắt. Đặng Như Quỳnh được biết đến là một Facebooker có lượng lớn người theo dõi, những thông tin đăng tải trên trang cá nhân của ông thường có nhiều người quan tâm và chia sẻ theo trung tướng tô ân sô qua điều tra xác minh các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an phát hiện đặng như quỳnh có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng tải các bài viết thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính chứng khoán bất động sản trực tiếp xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tổ chức nêu trên có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính chứng khoán của nhà nước hiện cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục làm rõ hành vi vi phạm của đối tượng để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật theo đại diện bộ công an mọi hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây mất an ninh an toàn thị trường chứng khoán thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ được công an các đơn vị địa phương tiếp tục phát hiện xử lý nghiêm minh trong thời gian tiếp theo Trước đó, chiều ngày 8 tháng 4, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo trong thời gian gần đây, lợi dụng việc cơ quan điều tra Bộ Công an khởi tố điều tra các vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, một số cá nhân sử dụng mạng xã hội đăng tải thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng các thông tin ăn theo. Cụ thể, các tài khoản mạng xã hội có đông lượng người theo dõi đã đưa thông tin được cho là vi phạm của các cá nhân, doanh nghiệp khác, chủ yếu trên lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản các thông tin này có những bình luận chia sẻ cho rằng thời gian tới cơ quan chức năng sẽ khởi tố xử lý những cá nhân doanh nghiệp này tác động xấu đến dư luận xã hội tâm lý nhà đầu tư ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính chứng khoán của việt nam gây thiệt hại về uy tín kinh tế của cá nhân doanh nghiệp và nhà đầu tư Trước đó tháng 3 năm 2020, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an cũng đã triệu tập làm việc với chủ Facebook Đặng Như Quỳnh, trú tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội để làm rõ hành vi đăng tải hơn 200 bài viết chưa được kiểm chứng, sai sự thật về dịch COVID-19 tại nhiều địa phương trên cả nước. Khởi tố nhóm cướp hơn 2 tỷ đồng trong biệt thự ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 15 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Thị Hồng, 35 tuổi, Lê Thị Dư, 72 tuổi, Lê Hồng Khanh, 42 tuổi, Bùi Thị Thảo, 26 tuổi, vợ Khanh, Nguyễn Quốc Thái, 28 tuổi, Trần Minh Trung, 37 tuổi và Đào Thị Dụng, 40 tuổi, cùng ngụ ở tỉnh Ninh Thuận về tội cướp tài sản. Theo cảnh sát, đây là nhóm người gây ra vụ cướp hơn 2 tỷ đồng tại một căn biệt thự nằm trên đường Trần Bình Trọng, quận 5 thành phố Hồ Chí Minh kết quả điều tra ban đầu xác định hồng và dư làm giúp việc cho một đại gia sống tại căn biệt thự trên cả hai thường xuyên nói chuyện với người bà con tên là thảo gần đây hồng nợ nần nên rủ dư và thảo chiếm đoạt một số tiền của gia đình này thảo sau đó rủ chồng là khanh cùng với thái trung dụng tham gia cả nhóm chuẩn bị dao búa dây rồi phân công nhiệm vụ để chờ thời cơ ra tay còn hồng dư có vai trò tình báo cung cấp thông tin về chủ nhà giờ giấc và nơi cất giấu tiền Tối ngày 9 tháng 4, gia đình đại gia trên ra ngoài, chỉ còn S 14 tuổi cùng với Dư và Hồng ở nhà. Nhận được tin trên, Thái, Trung, Khanh và Thảo chạy xe máy tới căn biệt thự trên. Khi tới nơi, Thái giả nhân viên giao hàng, cầm hộp đồ đi tới bấm chuông. Khi Hồng ra mở cửa thì Thái xông vào trong căn nhà, Khanh cũng theo sau. Cả hai sau đó trói S cùng với Dư và Hồng. Các nghi phạm dẫn S lên tầng trên, ép nạn nhân mở khóa cửa phòng khách. Tại đây, nhóm tội phạm lục tủ lấy hơn 2 tỷ đồng gồm tiền mặt và ngoại tệ rồi rời đi. 3 giờ sau, cả nhóm bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng với chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy cùng để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ TV.